Cứ mỗi 20 phút, IDP giúp một sinh viên thế giới du học thành công tại hàng trăm trường đại học ở Úc, Anh, Mỹ, Canada và New Zealand. IDP dẫn dắt trên 400.000 sinh viên du học thành công trên toàn cầu. IDP tự hào là đơn vị sáng lập và tổ chức kỳ thi IELTS trên toàn thế giới. Các sinh viên đang nói về những trải nghiệm của họ tại IDP và bạn sẽ là người tiếp theo.